Nói thẳng ra là 2 tháng này là gì nhỉ? Zanay ngồi trên đầu trên cổ cả server đấy. Thật. Đấy là lý do tại sao tôi muốn là để lý do tại sao mà Ôi nha, tự tử thôi. tôi kệ bắn lấy cỡ luôn lên 50 càng tốt. Muốn Tôi không lên là 50 đâu. Team này không lên được 50. Team này không biết chơi. Team này chưa ai biết chơi cả. biết đâu được liều Không, liều không bắn được, không bắn được, giáo sư không bắn được, không bắn được. chưa biết Xong nghe như kiểu dân chơi hải anh Trần đang đáng hoài. hơi ấy nhờ, đang có thái độ hơi ba chấm đấy nhờ. Tôi mệt lắm rồi. Đang đi cùng với các idol ID ID nào? Làm gì có ID nào ở đây nhỉ? Ai đi Đấy nhỉ? hay là ai gì? Ê, bắn đi, tùy các ông thôi, cứ bắn đi. Ông không pha sao nam ấy. Bắn thì cứ bắn thôi. Top 5 sao có khác bảo. Well, that. Bảo rồi. Nói chung là không có cái sợ nhất là không có item, không có cái item hồi máu. Ai tầm làm thiệt hại muốn muốn leo 50. Trước tiên là gì nhỉ, phải farm bộ miệng núi lửa 2 bởi bộ bộ đấy dễ kiếm. Hai Tiếp theo đấy là gì nhỉ? rồi. Tiếp theo đấy là tháp tử thần. À không, tháp tử thần hơi khó. Thành cổ đi, thành cổ nó dễ hơn. Thành cổ chỉ farm khoảng mấy phút là được 700.000, thế là đủ. 700.000 mở lấy ra cái Túi. túi đeo bên hông, túi đeo bên hông. Thứ ba là gì nhờ, tháp tử thần và cuối cùng mới là cái khó nhất, bi đông ở nhà máy chất thải. Tôi tưởng ba lô Em bây giờ Wakabia nhá, cố lên. Hết đi rồi. 8k máu của này thì thôi, solo khó. Còn 10 phút thì vẫn thử được. Để kiểu hãy chân Không nhưng tôi mà thì nó 8k máu, không nhưng mà 8k máu này mà gì nhờ, con ngon thì vẫn có thể xử lý được tốt. thật Như bạn sáng Lee Yong đi solo một mình 7k mà 7k6. Đến sau Tết 51 7k6. ai chứ hãy chân thì tôi tin lắm. Không đi ra ngay cái. Dạ Khánh Thì kìa. ba người Tôi hiện có tại tôi đang không thể chơi được. Hiện tại còn phải đang xử lý cái clip HD xong rồi đến tối còn phải chan bản dịch bản Hàn spoil bộ Komi nữa. Cho nên hôm nay chỉ chơi được có mấy trận. Đã thế còn chưa chưa farm event event set online nữa tôi hôm nay vừa farm xong bạn à nói chuyện là phải farm nữa Ibashi online mà đù tôi biết máu tôi biết tôi biết quả hai thực chân ra chưa con biết gì nhà 2F Natasha đúng không? Tôi thì đi vào hôm qua ra gì nhà Dragon Knight Kirik nhưng mà đéo phải 15 ngày, vĩ diện 15 ngày đúng không? 15 ngày Tôi biết ngay phải luôn. chơi Hôm bữa giờ tôi ăn cũng có ăn được 15 ngày nhưng mà là anemone. ăn mò Anemone 15 ngày. Chứ quả nếu mà Zambinas thì tôi lại cay nhá. Mirage thật đúng là cay thật. Với trường của tôi là Mirage cũng có rồi. Đập cốt ra đúng không? Được chết là đục cốt 3 cốt Chosen Free Premium Free đúng không? Ba Event cốt đợt này ông đã ra được quả mìm mới chưa? chưa 10 cốt đập 10 cốt không ra cái gì hết. Và hình như là cốt Nhưng là tốt một cái thực tế là lên được 50 mà không kịp. Như hôm qua tôi với dân chuyển hành Trần này chạy chật cực kỳ luôn. Cái ảnh tôi gửi hôm qua đấy, nói chung là gì còn 7 phút thế nhưng mà thật ra nó em cực lên là kỳ 50 mệt bởi vì mỏi. không bút ngon, bút tôi không ngon, bút của tôi như cứt đấy. Bắt này bút như cứt. Thank you.